Vâng, kính thưa toàn thể anh em này. Làm chén sắp ngũ chúa về cái thời gian này nó lại dày như thế này. Đấy. Dày mà tôi lại không làm thưa cách đây so mấy cái dàn trước. Thế thì trong trong cái lúc thời gian này là trận rét đầu tiên mà tôi đã chia sẻ đấy, là đàn ông chúng ta phải chống rét này đấy. Nếu mà chống rét là nó có ba phương pháp kết hợp cả ba nhé. Thứ nhất, thủ quân phải tốt, có từ 3 lạng đến 4 lạng ong thợ bám trên một cầu. Thứ hai là trong đàn ong, cầu ong là phải luôn có mật vít nắp, là hai. Thứ ba là chúng ta phải giữ nhiệt cho đàn ong. Như bây giờ nay đã là nắng, nhưng mà nắng là nắng hanh. Khi thời tiết mà ban ngày là tới 25 độ, nhưng mà ban đêm là nó xuống tới 20 độ rồi 18 độ, nhất là các bạn ở miền núi đấy. Thế thì cái giấc trước chưa có trận rét về đấy, thì chúng ta sẽ làm cái cầu ong chúa sẽ dài ra, cách thưa ra. Nhưng về cái giấc này đấy là làm mũ ong chúa dày vào đấy. Thì ong nó sẽ tụ tập ở cái khoảng giữa nhất định, nó sẽ nuôi ấu trùng ong chúa tốt hơn đấy. Vì cái lượng là nó co cụm vào nhiều, chứ nó không như giấc cách đây khoảng 15 ngày đến 20 ngày. Chúng ta chú ý về cái điểm này. Thì cũng chỉ là chia sẻ về trong thời điểm này trở đi, thì chúng ta sẽ làm chén sáp dày lên, dày vào cách một phân một cái. Và chúng ta sẽ khêu trùng, thì chọn như hôm nay thì phải chọn vào cái lúc tầm 2 giờ, tốt nhất là 12 giờ 1 giờ chiều trưa đấy. Thời tiết lúc đấy nó nắng là ấm hơn. Thì nguyên tắc của đàn nuôi dưỡng thì tôi đã chia sẻ rồi. Ngày chủ nhật là ngày chúng ta thả ong chúa. Vì sao? Vì ngày chủ nhật thì con cái này, rồi tất cả thanh niên là không đi làm nữa, ở nhà, thì các bác tuổi già là cũng lợi dụng được. Thì ngày chủ nhật là chúng ta khêu ấu trùng đặt vào trong cái chén sáp này, chúng ta thả cầu chúa. Thì từ hôm thứ 4, 5, 6, 7
là chúng ta là phải cho đàn ông ăn bít nắp và phải chuẩn bị ong non từ chủ nhật tuần trước. À, đến thứ sáu chúng ta rút cầu ong, khi mà nó đã nở hết rồi chúng ta lại cho hai cái cầu nhộng bít nắp vào, thì chốc nữa con ong thợ thì nó chỉ nuôi ấu trùng ong chúa nó, chứ nó không phải nuôi ấu trùng ong thợ. Đấy, cái nhược điểm như thế. Và chúng ta lấy cái mật vít nắp ở cái đàn nuôi dưỡng này, cần một thìa, chúng ta dùng cái tăm nhỏ chúng ta chấm một giọt mật cực nhỏ thôi nhé. Làm sao dùng cái lông gà mà chúng ta khêu được con ấu trùng một ngày tuổi, mà con ấu trùng nào mà nó lắm sức ong thợ đấy chúng ta, thì cái mật này để chúng ta đặt cái con ấu trùng vào, chúng ta nghiêng đi để cho nó bám, tác dụng là như thế. Đấy là người ta gọi là di ướt. Tỷ lệ di ướt thì tiếp thu được nhiều hơn là di khô, chúng ta phải nhớ như thế. Cái này chúng ta cứ thử nghiệm để chúng ta biết. Thế còn sau khi di đơn cho ấu trùng vào, ông thợ nuôi được 24 tiếng mà chúng ta muốn di kép thì gắp ấu trùng ra lại cho con ấu trùng khác vào, người ta gọi là di kép. Tỷ lệ di kép sau di đơn là nó sẽ hao hụt đi, chỉ còn từ 6 đến 70%, các bác các bạn chú ý chứ. Còn mũ ong chúa chủ nhật chúng ta thả vào thì đến từ thứ tối chủ nhật ngày chúng ta cho ăn 2 lượt, cho ăn cực ít, nếu có mật hoa nhãn rồi sữa chua chúng ta bổ sung thêm. Khi nó sau 24 tiếng sang ngày thứ hai được 24 giờ thì chúng ta kiểm tra xem nó tiếp thu được bao nhiêu, tiếp thu được sao cho nó đủ yêu cầu của chúng ta. Thường thường như tôi làm như một già này là nó 52 mũ, 52 mũ tôi chỉ cần 30-35 mũ là đạt tiêu chuẩn của tôi, mà nó được nhiều hơn thì càng tốt, chúng ta sau này lựa. Đấy. Khi cầu thứ nhất này mà nó đã vít nắp, chúng ta để ra cầu thứ hai để cho các bác thử nghiệm làm thử. Đấy. Rồi nói chung là đàn ong nuôi được hai cầu chúa, mà tốt nhất mỗi cầu chúa thì chúng ta chỉ cần để từ 25-30 con, tùy theo người chăm sóc đàn nuôi dưỡng nó có tốt hay không là do người nhé, người nuôi dưỡng. Còn ong mũ chúa này thì nó chỉ dài được tới 2 phân thôi. Đấy, còn nó đắp bụng ra to cũng không giải quyết vấn đề gì, chúng ta cứ cho ăn mạnh vào là nó đắp ụ to thôi, nó còn theo cái nguồn tự nhiên nữa. Nếu mà chúng ta khi chủ nhật thả cầu chúa vào thì tầm thứ 2, thứ 3 nhé, thứ 2, thứ 3 là chúng ta phải phá hết mũ ong tạo ở cái cầu của đàn này, của đàn nuôi dưỡng. Của đàn nuôi dưỡng chúng ta chỉ cần 2 cầu, thứ 7 chúng ta tách chúa ra trước ra khỏi đàn từ 20 đến 45 phút. Khi di trùng hôm chủ nhật mà nó đã tiếp thu đấy thì chúng ta tính từ 9 đến 10 ngày là cắt mũ chúa này chúng ta đi sử dụng. Sử dụng không hết thì chúng ta nhốt vào trong lồng để trong đàn nuôi dưỡng đấy, để giữ được từ 7 đến 15 ngày. Đặc biệt cái đàn nuôi dưỡng đấy chúng ta còn thừa ong chúa thì nó chỉ 10 con rốt trong lồng ấy thì nó chỉ còn được sau này chỉ còn được 5-6 con thôi, chứ không được toàn diện. Chúng ta chú ý về cái điểm mà như thế. Thế thời gian này thì mũ chúa nó sẽ nở muộn hơn so với cái mùa nóng. Chúng ta chú ý nhé, mùa nóng có khi 11 ngày là nó đã nở hết, nhưng mà về mùa này nó sẽ lên tới 12 ngày. Chúng ta chú ý theo mùa. Đấy. Cứ nắng như thế này là nay bắt đầu là nắng hanh, quê tôi gọi là nắng hanh. Thế thì vừa xong chia sẻ với các bác với các bạn thì cũng chỉ mang tính chất để chúng ta tham khảo và chúng ta bình luận. Còn trên các tôi cũng xem các kênh loại kênh kia, còn tôi chỉ qua các kênh tôi xem cái bình luận ai mà đã nuôi được ong, nuôi ong là nuôi ong giỏi. Tôi gọi là nuôi ong giỏi là tôi biết.
Còn những người mà chỉ cần qua cái lời bình luận của các kênh là tôi đã khẳng định được có nuôi được ong hay không. Đấy. Hay là nuôi như thế nào là tôi đoán được tầm 80%. Thì chúng ta chú ý về cái nhược điểm này. Giờ là đã về mùa đông. Chống rét cho đàn ong thì nó phải kết hợp 3 yếu tố. Một là phải chủ quân đông. Hai nữa cầu ong là phải luôn có mật bít nắp. Ba nữa chúng ta là phải dùng áo mưa, ni lông giữ nhiệt cho đàn ong ổn định. Vâng, vừa xong đã chia sẻ chung chung để cho các bác, các bạn cùng anh em tham khảo. Video hôm nay đến đây tạm dừng. Để ủng hộ kênh có phát triển hay không thì cũng nhờ cái bình luận của các bác. Hãy nhấn vào đăng ký, nhấn chuông và chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào và tạm biệt. Hẹn những video tiếp theo.